Em đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và hôm nay bên em tiếp tục lên đường những cặp loa reset C-Max 12 bên cửa hàng Tùng Audio đấy các bác ơi. Và hiện tại thì hôm nay có một anh khách hàng rất đặc biệt lấy bên nhà em hai cặp loa gửi đi Hà Nội và xin gửi cho anh Giai đến từ Hà Nội với bộ sản phẩm anh đã lựa chọn bên em, đặc biệt là cặp loa reset C-Max Mix và Max 12 bên Tùng Audio các bác nhá. Đây là hộp hình thức, còn đây em cũng đã bắt đầu bỏ ra và em test lại một lần nữa trước khi là gửi đi cho anh em khách hàng đây. Tiện ngày hôm nay thì cũng làm ngay một video để gửi đến cho anh em khách hàng đang quan tâm đến những bộ sản phẩm đặc biệt là những cặp loa giá rẻ chất lượng bên em Tùng. Hiện nay thì bên em Tùng đang bán cặp loa reset ở đây với mức giá là 5 triệu 500 nghìn đồng một cặp anh em ạ. Bao ship toàn quốc cho các anh em, nguyên hộp hình thức đây. Và hôm nay thì anh Giai Hà Nội đã lấy hai cặp và bên em đang test trước một cặp là reset để xem là tiếng bass chép nó có ok ổn định không, và trước khi bên em đóng thùng và gửi đi cho anh khách đến từ Hà Nội. Còn những anh em mà đang tham khảo những cặp loa bên Tùng Audio thì các bác có thể xem hết video ngày mai để trải nghiệm cùng với em với cặp loa reset nhá. Xin giới thiệu cho anh em một chút đó. Cái dòng loa reset C-Max 12 này bên em Tùng đã giới thiệu cho anh em ở những video trước đó rồi, là một trong những cặp loa bán rất là chạy bên em. Thứ nhất là giá thành rẻ hợp lý anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại, nếu như các anh em đi mua những cặp loa mới hàng nhập khẩu như thế này thì không bao giờ với mức giá mà anh em cầm 5 triệu đồng anh em mang ra ngoài cửa hiệu chúng ta khó có thể mua được những cặp loa như thế này. Nhưng mà các bác anh em nếu như mà đã lựa chọn bên Tùng Audio thì các bác sẽ có ngay một mức giá mà em nghĩ là hoàn toàn anh em hài lòng với cặp loa hàng nhập khẩu. Chất lượng các bác được nhìn về nguyên về cái phần thiết kế thôi, các bác đã biết là hàng nhập khẩu của Trung Quốc thì họ làm nó rất là tỉ mỉ như thế nào rồi, và hơn nữa là đây là toàn bộ nhà máy họ đóng bằng máy móc. Thế nên là các bác em nhìn thấy về cái hình thức thôi, hình thức kích thước ở bên ngoài thôi, về cái phần giao diện thôi, các bạn đã nhìn thấy là nó đẹp hơn so với hàng Việt Nam hay hàng giống rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và bên sản phẩm nhà em thì em cũng đã cam kết đảm bảo cho anh em đây là hàng nhập khẩu loại 1, nguyên đai nguyên kiện thùng hộp cho các bạn anh em từ Trung Quốc về. Và chắc chắn rồi, những cặp loa Trung Quốc em thật là các bạn anh em, thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là hình thức đẹp, thứ ba nữa chất lượng âm thanh không kém cạnh gì so với những cái mẫu hàng chuẩn cả. Thế các bạn anh em hoàn toàn để chơi được với cái giá thành hiện tại thì anh em bỏ ra khoảng tầm 10% so với giá hiện tại thì các bác anh em giá của những cái hàng chuẩn hãng ấy, thì các bác anh em thấy sao? Chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn, đúng không ạ? Reset và C-Max 12 bên em là một trong những cặp loa rất là chất lượng. Anh em có thể là chơi gia đình, hát gia đình và nghe nhạc với cái mẫu sản phẩm loa reset này. Với côn từ thì em cũng đã làm một video mở rất là chi tiết rồi. Bass 30 full cả bát cả chép với côn 76 từ 190 cho anh em. Một lô nội thất của em này cực kỳ là gấu mèo luôn anh em ạ. Em có thể là quay lại video cũ bên em Tùng để các bác xem lại phần nội thất nha. Và hôm nay thì em chỉ có anh em mà xem lại phần hình thức này, và bây giờ cùng với em test lại tiếng chất lượng thanh của reset C-Max 12 bên Tùng Audio nhá. Và ở đây em đã kết nối trực tiếp với cục đẩy với công suất 700W bên em, dòng đẩy ETC. Các bác đã được trải nghiệm tính chất lượng âm thanh của cặp loa reset bên em với phần khúc 5 triệu rưỡi một cặp thôi. Giá này nó cực kỳ rẻ cho anh em, hoặc có thể lựa chọn ngay với phòng hát gia đình. Các bác nghe thấy sao ạ? Tiếng bass, tiếng lời rõ nét đúng không ạ? Ổn định cho anh em, vừa có thể nghe nhạc vừa có thể hát karaoke gia đình. Cặp này bên em bán rất là chạy hàng rồi và tiếp tục lên đường đấy các bác ơi. Và hôm nay thì em cũng đã thông báo một lần nữa với mức giá hiện tại bên em giao bán 5 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Còn nếu anh em mà thiện chí đến lấy cửa hàng em chỉ hơn 5 triệu đồng một chút thôi, em sẽ sở hữu ngay được một cặp loa reset rất là chất lượng. Đấy, với full bass 30, cả bass cả chép, côn 76 từ 190, nội thất cực kỳ là hoành tráng cho anh em xem lại. Anh em nào có nhu cầu với dòng reset và C-Max 12 bên Tùng Audio, các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Và ngày hôm nay thì em xin được gửi tới cho anh khách đến từ Hà Nội với mẫu sản phẩm anh đã lựa chọn bên em hai cặp loa. Em cảm ơn các bác anh em đã ủng hộ cửa hàng Tùng Audio với những sản phẩm thiết bị âm thanh, và em cũng sẽ đảm bảo cho anh em mà hàng đến tay các bác thì em sẽ cảm thấy yên tâm nhất
bên em cũng sẽ làm test trước tất cả các chế độ và đảm bảo là hàng đến tay các bác anh em chúng ta ghép vào hóa gia đình là chúng ta có thể chơi và sở hữu ngay. Và nếu như các bác anh em đang cần mua những cặp loa RCF như thế này, các bác cứ liên hệ bên Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 nhá. Liên tục phục vụ các anh em với những cặp loa chất lượng là hàng nhập khẩu loại 1 bên Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.